Cảm ơn bạn đã ghé kênh Săn Bẫy. Kênh Săn Bẫy chuyên đăng tải các clip về chim trộm, sóc, thú rừng nhỏ và các loại âm thanh đi bẫy và các loài bẫy. Anh em nào cần xin liên hệ số điện thoại trên màn hình để thuận tư vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm thêm cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào đi đánh cày bạc má hay còn gọi là trồn heo, trồn hôi, trồn bạc má thì anh em hãy cập nhật cái file mới này để chơi. Còn những cái file lúc trước chơi vẫn ok nhưng mà nó hơi bị nhờn nha anh em. Thì file này cập nhật là 2019. Anh em bấm vào kênh Săn Bẫy để thể xem tất cả những cái tiếng chim hay là bẫy chồn, bẫy chim đồ mới cập nhật. Anh em liên hệ để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.